gần đèn sau ánh mắt vàng vàng để anh hoàng bình gửi xuống lại sân lâu. Về dự Tết Trung Thu hôm nay, thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các cháu thiếu niên nhi đồng luôn mạnh khỏe, vui tươi, hạnh phúc và tận hưởng một đêm Trung Thu đầy ý nghĩa. Một chiếc cầu vồng, một đầu nối xuống đất, một đầu nối với cung trăng, để thành chiếc cầu vồng để nhà vua đưa nhà vua lên cung trăng. Các bạn nhỏ biết không, ở trên đấy cung trăng đẹp lộng lẫy, lung linh huyền ảo.